Bạn đang hóng nghe nói tiếng Trung với loạt bài Mỗi Ngày Một Câu của Hội Quán Tam Thế. Hãy duy trì nghe và nhắc lại theo mỗi ngày nhé. Tỷ y thiên, ngày thứ nhất. Hãy nghe và nhắc lại theo cách nói. Chào bạn, mình là Phan Thúy Dương. Nhí hảo, wǒ shì 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 Phan Thúy Dương.